Đây là những gì đã xảy ra tại Bangladesh. Và đó là tượng đài của ông Mujibur Rahman, cựu tổng thống cũng là nhà sáng lập đất nước Bangladesh. Nhưng tại sao người dân lại lật đổ tượng đài của ông thế kia? Phải chăng họ là những người dân vô ơn? Nói họ vô ơn thì cũng không sai. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Hiện tại, nguyên thủ tướng của quốc gia này, bà Sheikh Hasina, 76 tuổi, đã đột ngột từ chức và bỏ chạy khỏi đất nước trên một chiếc trực thăng của quân đội và hướng đến là Ấn Độ. Sự việc xảy ra trong bối cảnh bất ổn và các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng dẫn đến hàng trăm người thiệt mạng. Tuy nhiên, tất cả sai lầm dường như đến từ nữ thủ tướng này đã kết thúc 15 năm cầm quyền của bà. Trước khi đi phân tích những sai lầm của nữ thủ tướng này, thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số thông tin về Bangladesh. Biên giới của Bangladesh được xác định theo sự phân chia Ấn Độ năm 1947, khi nó trở thành nửa phía đông của Pakistan. Và đặc biệt, tôn giáo chính của quốc gia này chính là Hồi giáo. Vào năm 1971, dưới sự lãnh đạo của ông Mujibur Rahman, sau một cuộc chiến tranh giải phóng Bangladesh đẫm máu với sự trợ giúp của Ấn Độ, quốc gia này tuyên bố độc lập và ông Rahman lên làm tổng thống. Đồng thời, ông được xem là người rất có công và cũng như là người sáng lập quốc gia này. Tuy nhiên, những năm sau đó là một giai đoạn bất ổn về chính trị với 13 chính phủ và ít nhất có 4 cuộc đảo chính quân sự. Bangladesh có diện tích là 144.000 km², đứng thứ 94 thế giới. Nhưng dân số của nước này lại đứng thứ 7 trên thế giới. Mật độ dân số của đất nước này rất cao và đây cũng là quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn thứ 3 thế giới. Quay trở lại với nữ thủ tướng Hasina, thì bà là con gái của ông Rahman. Từ trẻ, bà đã là lãnh đạo nổi bật của sinh viên trường đại học Dhaka. Sau vụ ám sát cha bà và hầu hết người thân trong một cuộc đảo chính quân sự năm 1975, may mắn rằng bà và em gái vẫn còn sống sót, tuy nhiên phải lưu vong tại Ấn Độ trong một thời gian dài. Sau đó thì bà Hasina đã trở về Bangladesh vào năm 1981 và nắm quyền lãnh đạo của Liên đoàn Awami, một đảng do cha bà sáng lập ra. Bà Hasina đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ chống lại chính quyền quân sự của tướng Hossein Muhammad Ershad vào năm 1990 và lên nắm quyền đầu tiên vào năm 1996. Năm 2008, bà Hasina được bầu lại làm thủ tướng trong một chiến thắng vang dội và sau đó lãnh đạo chính phủ Bangladesh cho tới nay. Nữ thủ tướng này đã giúp đất nước đạt được tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Bà cũng là nữ nguyên thủ quốc gia tại vị lâu nhất tại Bangladesh. Tuy nhiên, bà cũng nổi tiếng với việc sử dụng lực lượng an ninh và truyền thống để củng cố sức mạnh chính trị, gây áp lực cho phe đối lập và coi họ là tàn dư của các phe phái phản quốc và cực đoan. Thật ra, về phần này cũng có thể đánh giá là một biểu hiện của sự độc tài. Và mọi chuyện bắt đầu xấu đi, bắt đầu chỉ bằng một từ duy nhất là Rajaka. Trong ngôn ngữ của Bangladesh, Rajaka là một từ cực kỳ xúc phạm, ám chỉ những người ủng hộ chiến dịch quân đội Pakistan nhằm dập tắt cuộc chiến tranh giải phóng Bangladesh vào năm 1971 và bị buộc tội là phạm tội tay đình. Thực ra trong suốt 15 năm cầm quyền, bà Hasina cũng hay sử dụng từ này để nhằm chỉ bất kỳ ai mà bà xem đó là mối đe dọa hoặc là người bất đồng chính kiến. Nhưng lần này, bà Hasina đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi dám dùng từ này cho một đối tượng sinh viên. Mà đối tượng sinh viên này đã biểu tình đòi cải cách hạn ngạch việc làm. Mình sẽ vắn tắt một cách dễ hiểu như thế này. Thì bà Hasina có đặt ra một chính sách trong hệ thống hạn ngạch của các công việc nhà nước là dành khoảng 30% vị trí cho các con cháu của các chiến binh tham gia phong trào giải phóng năm 1971. Tức có nghĩa là cha có công thì con sẽ được hưởng. Và những sinh viên này cảm thấy đây là một điều không công bằng. Vì vậy, họ đã biểu tình để phản đối hạn ngạch này. Tuy nhiên thì thay vì lắng nghe, thì bà Hasina lại phản ứng một cách mạnh mẽ. Cụ thể là trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 7 vừa qua, nữ thủ tướng đã phát ngôn rằng nếu con cháu của những chiến binh đấu tranh cho tự do không nhận được phúc lợi, thì ai sẽ nhận được? Cháu của các Rajaka ư? Chính từ Rajaka trong câu nói của bà đang ám chỉ sinh viên biểu tình. Và rõ ràng là bà đang cho rằng những sinh viên này đang là những đối tượng phản quốc. Giống hệt như là một mồi lửa đang châm vào một bãi dầu đang lon trên mặt nước. Ngay lập tức, các cuộc biểu tình đã diễn ra gay gắt hơn. Những sinh viên đó đã cảm thấy phát biểu của bà đã bác bỏ một cách bất công những nỗ lực của họ nhằm giải quyết trên phương diện hòa bình. Và mọi người biết những sinh viên này đã làm gì không? Các sinh viên bắt đầu biểu tình trong vài giờ, diễu hành qua các khuôn viên của trường đại học Dhaka và hô vang khẩu hiệu khiêu khích: các người là ai? Tôi là Rajaka. Chính họ thừa nhận mình là Rajaka, một thành phần mà bị đất nước Bangladesh chê trách. Về phần bà Hasina cũng phản ứng rất cứng rắn. Bà đã hạ lệnh cho cảnh sát bắn đạn thật vào người dân biểu tình.
Một cuộc bạo lực lớn diễn ra vào ngày 16 tháng 7 khiến 6 người tử vong, và trong 4 ngày liên tiếp đã có hơn 200 người thiệt mạng, phần lớn là sinh viên và dân thường, khi cảnh sát và lực lượng vũ trang của Bangladesh bắn đạn thật vào đám đông. Thay vì lên án bạo lực, bà Hasina tập trung vào thiệt hại tài sản của chính quyền. Bà thống kê các thiệt hại về đường sắt đô thị và tòa nhà truyền hình của nhà nước. Thật không thể hiểu nổi, ở một vị trí to lớn như vậy, không lo cho tính mạng của người dân lại đi lo tài sản của riêng mình. Phải chăng bà Hasina đang lo sợ rằng sẽ mất đi những gì mình đang có và muốn ngồi vững trên cái ngai vàng của mình? Điều này càng dấy lên sự tức giận của người dân và sinh viên. Và đỉnh điểm là từ việc biểu tình thay đổi hạn ngạch công việc nhà nước đã chuyển sang biểu tình với khẩu hiệu Hasina phải từ chức. Trước đây, trong thời gian tại vị, bà Hasina cũng tuyên bố rằng bà sẽ trấn áp nạn tham nhũng, nhưng không có bằng chứng cho rằng chính quyền của bà thực sự nghiêm túc trong việc giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, bà Hasina cũng làm hoen ố di sản của cuộc chiến tranh giải phóng Bangladesh bằng cách bóp méo câu chuyện về nó. Qua cuộc biểu tình ở Bangladesh và về vấn đề của nữ thủ tướng Hasina đã cho thấy chính bà đã tự đạp đổ những gì mà cha của bà và bà đã gây dựng trong suốt mấy chục năm qua chỉ trong vòng vài ngày. Và cuối cùng, hình ảnh mà mình muốn chia sẻ đến với mọi người, các binh sĩ Bangladesh cũng bắt tay với người biểu tình sau khi bà Hasina từ chức và chạy trốn khỏi đất nước.